Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh channel của Kim Minh ngày hôm nay nha. Thì ngày hôm nay Minh sẽ đi vào bếp và nấu một cái món kêu bằng thịt bò áp chảo đi. Mình đặt tên nó là thịt bò áp chảo đại hàng đi ha. Bây giờ mình sẽ mời tất cả mọi người cùng vào bếp với Minh nha. Những nguyên liệu ở nhà có sẵn thì mình đem ra đây và bắt đầu mình làm ha mọi người. Đây là thịt bò dĩ các bạn. Mình bỏ nó rã đông rồi nhưng mà nó chưa có tan hết đá nữa. Các bạn thấy không? Rất là ngon. À, nhìn từ thớ thịt ha. Hấp dẫn ha. Rồi, qua đây là phần rau. Thì chút xíu nữa đậu que này mình sẽ xào lên và còn cái này thì mình cũng cắt ra. Cắt sợi ra. Rồi, đây là tương đại hàng. Gừng, bột gừng. Rồi cái này là cái gì? Cái lá húng cây á các bạn, húng cây á. Ớt với húng lủi rồi đó. Đường, hạt nêm, ớt bột, bột ngọt, tương đại hàng và tương cà. Đó. Cùng ăn không thể thiếu đó là hôm nay mình sẽ ăn với bún, mình không ăn cơm nha. Rồi bây giờ mình mời tất cả mọi người vào bếp cùng với mình nha. Mình ăn cái mình bỏ mình nhúng vô thôi các bạn ha. Thì mình sẽ sử dụng tương đen này các bạn, tương đen đại hàng này ha, muỗng này ha mọi người ha, muỗng canh, hai muỗng nha các bạn ha, một muỗng đường, một muỗng như thế này bột ngọt nha các bạn. Ok, tại mình đặt nem này mình cho một muỗng như thế này, thêm một chút xíu nè, thêm chút xíu nè, bỏ bao nhiêu đây thôi, tại vì nhiều quá thì con trai mình không ăn không được. Rồi, mình sẽ dít đây một muỗng nha, tương cà này một muỗng luôn nha mọi người. Cái bột này nè các bạn, cái bột này nó có dừa ớt rồi dừa hành ngọt ngò với húng lủi luôn, mình cho vô đây ít thôi, khoảng nửa muỗng thôi, khoảng nửa muỗng cà phê. Còn gừng nè các bạn, gừng cũng khoảng nửa muỗng cà phê thôi ha, để cho cái miếng thịt này nó ngon hơn. Rồi mình sẽ trộn đều, mình dùng cái khắp 1/2 nè các bạn, mình cho vô một khắp này đi. Rồi quậy đều lên mọi người cho nó tan cái hỗn hợp. Tới cái phần ớt này nè, mình cắt ra để hồi mình xào chung với cái đậu que này ha các bạn ha. Bây giờ phần vợ chồng em đã xong rồi, bây giờ cái phần này của Henry. Đây, cái thịt bò hồi nãy nè các bạn, bây giờ em sắc thành hạt lựu nhỏ nhỏ. Rồi trong đây là em có là đậu que ha, đậu que ha, rồi ớt xanh, ớt đỏ, ớt vàng, ớt đỏ đây ha, rồi em có cà rốt nữa mọi người. Đây cà rốt, đây cà rốt và một quả trứng, thì em sẽ chiên cơm cho Henry ăn. Chào tất cả
cá mọi người. Đó, bây giờ hai vợ chồng mình sẽ ăn trước cái phần bò này các bạn. Mình chỉ làm phân nửa thôi, còn phân nửa chừa lên. Cái rau mì muốn cũng ngon à. Ví dụ như cái này muốn được bê vô đùi là ngon nhất. Rồi, chín rồi mọi người ơi. Wow, hấp dẫn, hấp dẫn. Cái chảo này nó hơi chụm, nó quay gì nó không thấy cái chảo. Mình không thấy đồ ăn trong chảo. Que, bỏ vô. Ớt, bỏ vô. Quá còn sống à. Thấm mùi luôn hả? Hấp dẫn, khó nhiêu. Ngon quá. Bò này mềm á. Ngon. Ai làm ngon dữ ta? Nó mất rồi vậy. Đợi 2 trăm rưỡi. Vợ ai rửa dữ à? Để con người thấy gì giữa thịt bò. Hai trăm rưỡi là nhỏ nhất rồi. Hết. Hai trăm rưỡi là ít rồi. Bỏ ngoài cho nó nguội. Còn chưa chín á. Sống á. Nóng quá chấm như nước tương. Nước tương ớt. Cháo cháo này đúng không? Ok. Tất cả nó không có đường chứ. Tối nay em không có làm ngọt như bữa nha. Vừa anh. Ớt thì ngọt quá. Ngon. Nó chín lên, em thấy nó chín lên nó ngon hơn là ăn sống á. Ngon rồi, không? Ừ. Mày có còn phân mì không? Ừ? Mày có còn mì không? Có, nó hết chưa? Đói rồi. Chị ăn bún không thích á. Chứ hồi nãy em xịt thêm cái tương đen, cái tương ngon phở. Cho nó mặn mặn. Anh khoái em ăn hết trời. Thịt bò lát này không ổn mà bán 1 ký là cỡ
500 mấy, 300 mấy, 400 đủ rồi. Cho nên ở Việt Nam mà ăn thịt bò là mắc tiền. Chối thật chứ. Không phải, đây nè, dính hai miếng. Có mùi sữa. Dạng là 2,5 kg. Có mùi sữa cực kỳ. Bữa nó bán với mình dĩ mười mấy đồng ha, đúng không? Thì 18. 15, 18. Còn tính ra cái phần thịt nó ngon. Cũng đau mắt lắm anh ha. Hàng mấy đồng cũng 18 vậy. Bữa dân giáo hả? Món 11 đồng là 2. Cái hồi 11 đồng 2 giảm giá rồi. Tương đen với cái thịt nó đen. Đúng hả? Đúng. Nhưng mà nhìn nó không đẹp anh ha. Thấy cái thịt tương đen. Xé này ra cho em nha. Tôm. Để rửa luôn. Để rửa. Bò bên đây nó không mùi sữa, ngon. Thì vào Việt Nam ăn không mùi cỏ. Ủa sao nó cũng cho ăn cỏ rồi sao kì vậy? Ha. Bò nào nó cũng cho ăn cỏ mà sao bò Việt Nam mình không cỏ, bò bên đây không sữa. Bò. Rồi, xong mình no rồi. Thôi, kết thúc video tại đây và hẹn gặp lại mọi người vào những video sau nha. Nhớ, đừng quên đăng ký, like, subscribe, ủng hộ kênh cho mình nha. Bye bye mọi người, hẹn gặp lại vào những video sau. Bye.